kim bằng len như thế này nha các bạn. Để các bạn có thể là đính vào cái sản phẩm mà mình móc á, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn len, thì len nào cũng được nha các bạn. Và dùng cái kim móc phù hợp với cuộn len. Mình sử dụng Mikoton và mình dùng kim móc là 3.0mm. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái kéo cắt len và một cái kim khâu len. Chúng ta có thể là không cần. Đây, chúng ta sẽ chừa một đoạn dây ngắn nha. Có những cái sản phẩm mà chúng ta chỉ cần kết vào thôi, kết vào và kéo cột nó chặt lại thôi. Và có những cái sản phẩm thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong những cái mũi móc để chúng ta có thể cố định lại á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Chúng ta sẽ để những cái này qua một bên. Các bạn lấy len và kim móc tạo một vòng tròn ma thuật cho mình nha. Đây, một vòng tròn ma thuật. Các bạn đâm kim qua cái vòng tròn này, kéo len qua, móc lên cho mình 1, 2, 3, 3 mũi móc xích nha các bạn. Và cái trái tim này thì cũng dễ lắm, mình sẽ giảm nó nha các bạn. Mình sẽ móc từ cái mũi mà kép đôi sang những cái mũi kép đơn. Hoặc là chúng ta có thể móc tăng tịnh tiến nó là mũi đơn, mũi nửa kép và mũi kép đôi. Mũi kép đơn xong rồi sẽ tới mũi kép đôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái loại này cho nó nhanh hơn những cái loại khác luôn nha. Các bạn móc cho mình 4 mũi kép đôi vào cùng một cái vòng tròn này nè các bạn. Đây, 4 mũi kép đôi nha. Chúng ta sẽ móc mũi kép đôi như sau. Quấn len 2 vòng trên kim và chúng ta đâm kim vào cái vòng tròn, kéo len qua. Chúng ta sẽ được 4 vòng len trên kim, chúng ta sẽ kéo qua 2 vòng trước nha các bạn. Và chúng ta sẽ kéo qua 2 vòng nữa. Và chúng ta sẽ kéo nốt 2 vòng cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta đã được một mũi kép đôi. Chúng ta sẽ thêm 3 mũi kép đôi vào bên trong cái vòng tròn này nữa. Thì chúng ta cũng kéo len qua 2 vòng, tiếp tục 2 vòng nữa và 2 vòng cuối cùng. Các bạn tạo mũi kép đôi thứ 3 cho mình. Rồi mũi kép đôi thứ 4. Rồi, bây giờ mình sẽ giảm cái độ cao của nó như thế này nha các bạn. Giảm cái độ cao của nó. Chúng ta sẽ giảm từ mũi kép đôi thành mũi kép đơn. Chúng ta sẽ quấn lên một vòng thôi, đâm kim vào trong vòng tròn và móc một mũi kép đơn. Chúng ta sẽ làm một mũi kép đơn nữa. Rồi, ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một móc xích nè. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái kép đôi nữa để cho nó có cái đầu nhọn nè các bạn. Một mũi kép đôi để cho tạo cái độ nhọn, hình thành lên nửa trái tim đầu tiên. Đây, chúng ta đã hình thành lên được một nửa trái tim rồi nè. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình một móc xích nữa. Các bạn đâm kim vào đây, móc một mũi kép đơn. Móc một mũi kép đơn nữa nha các bạn. Và chúng ta kéo dần dần cái này lại cho nó gọn lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc là 4 mũi kép đôi ở bên phía bên này. 4 mũi kép đôi. Và được một mũi kép đôi nè. Chúng ta làm thêm 3 mũi kép đôi nữa. 2 3 và 4. Các bạn đã cùng mình móc 4 mũi kép đôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái vòng này lại, thu nhỏ nó lại. Rồi, thu nhỏ nó lại như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ trượt mũi nha. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái vòng tròn này. Đây. Sẽ trượt một mũi vào cái vòng tròn này để kết thúc. Chúng ta móc lên một móc xích nè. Kéo và cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo len này ra. Chúng ta sẽ tạo hình trái tim lại nha các bạn. Chúng ta sẽ cố định lại hai cái này. Và chúng ta sẽ rút cái phần này lại cho nó chặt lại nè.
rút lại. Đó, các bạn rút mạnh vào để cho cái này nó chặt lại. Đây, rồi chúng ta sẽ tạo hình nó. Đây là cái khoảng giữa. Đó, rồi các bạn cứ tạo hình cho nó đẹp nha, cho nó đồng đều á. Rồi bây giờ chúng ta đã móc được một trái tim như thế này. Đây, và chúng ta có thể là kết vô cái sản phẩm á các bạn. Ví dụ như là mình kết vào cái túi này nè. Đó, cái túi này nè, thêm phần dễ thương nữa cho cái sản phẩm của mình. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Các bạn có thể là đổi màu tùy ý nha các bạn. Đó, mình chọn màu hồng nè. Các bạn có thể là móc màu đỏ. Rồi, chúc các bạn thành công. Bye bye.